Rồi, chợ hoa Gia Định rất là đẹp. Rất là đông. Đây. Đây, cả nhà đi tới đây. Đâu gọi đâu. Trời ơi, cây mai đẹp. Cây mai như tiền ta. Nhà có cái biệt thự mua được cây mai này đẹp quá. Ôi ơi, mai đẹp nở bông quá trời luôn. Mùa hai kết. Rồi, mai 12 cắt. Mai này 2, 4, 6, 8, 10, 16 cắt. Trời ơi, mai bông không. Đi vòng lại đi qua kia cho nó chơi. Chơi gì? Ở trên bông nhiều lắm, đi lên đi xuống hết tiếng hồ được rồi. Về. Mai đó về năm là chết rồi. Không có sử dụng được lâu. Không sử dụng được thì bán đi. Không có thích bông á. Ba đang lại chim mà tắt cái gì bố. Trời bông gái đẹp quá trời luôn. Điện thọ. Rồi băng qua đường luôn. Băng qua đường đi, có công viên đi lên lại mà. Đi đi qua đây, dắt qua cho. Rồi mai quá trời, mai đẹp không? Ồ, thích cây ghê vậy trời. Góc tứ quý của nào quận 12 anh? Dạ. Của nào quận 12 à? Dạ quận 12. Đường Quận Lài ở An Phú Đông. Chỗ quán lẩu dê anh. Chỗ tàu Rạch Gia xéo đó. Tắc phạ đi chim. Tắc phạ đi chim đi. Thôi. Đừng có đụng vô. Đi vô đi.